2 giờ 13 phút buổi trưa giờ Hoa Kỳ ngày 7 tháng 8 2023. Thời gian quá vội cho tất cả chúng ta không được chọn lựa. Hôm nay là ngày kỷ niệm trong đời của tôi, cũng là tháng 8 vào ngày xưa, kỷ niệm quay về đúng 10 năm khi tôi đến Việt Nam. Và bây giờ 10 năm sau tôi lại gặp Honey của tôi. Tôi rất tự hào vì tôi biết rằng tôi không làm gì sai. Tất cả quần chúng của tôi, những ai mà đến với kênh YouTube của Trái Tấu Thơm, tôi nói cho mọi người biết, tôi là chị Ba Ngọc Sơn, là chị Ba thật, không phải chị Ba giả đâu. Tôi không phải câu view mà là vì an ninh cho tánh mạng, tài sản, sự nghiệp của Ngọc Sơn. Nên tôi mượn bà cụ ra, tôi rầy cho Ngọc Sơn để ý lại mình. Tại vì cái tiếng nói của tôi nó mới làm cho Ngọc Sơn chú ý. Tôi chỉ mượn bà cụ để đánh vào tâm lý tôi rầy ra thôi. Ai cũng có cái đúng và cái sai. Cái sai là trong nhà của Ngọc Sơn người ta bị lợi dụng, bị hãm hại, bị ganh tị chia rẽ Ngọc Sơn với tôi. Nhưng mà nên nhớ rằng Ngọc Sơn và tôi là trời xanh một cặp. Chúng tôi là người của công chúng, tôi không có hồ đồ. Có thể lúc trẻ tuổi Ngọc Sơn sai bồng bột, Ngọc Sơn sai lầm thiếu sót là vì muốn cái bao thoát cho sự nghiệp, nhưng không hiểu được ý của tôi. Nếu là một người bình dân thì mình có thể chơi xả láng, muốn làm gì làm. Nhưng cái khổ tại sống tại Việt Nam có chính quyền, có luật pháp, có truyền thông ảnh hưởng, là người của công chúng không được như vậy. Nó đáng tiếc là cái thế của Ngọc Sơn là người của công chúng. Và tôi hôm nay sau 15 năm, tôi vẫn xác nhận ở đây là tôi muốn Ngọc Sơn có cái phòng online, một cái phòng giá trị cho bản thân Ngọc Sơn được giao lưu trong ngoài nước. Tôi muốn có cái phòng trên online để tôi và Ngọc Sơn đều có nhau. Trong ngoài nước, những người có giá trị, những người hiền, dễ thương, những người mà lành mạnh, những người mà sống đàng hoàng, có một cái giá trị bản thân tới xã hội, được giao lưu mở rộng quan hệ cho sự nghiệp của Ngọc Sơn, cho những cái quyền lợi với quần chúng vân vân. Tôi sắp xếp cho Ngọc Sơn đâu ra đó hết rồi. Nhưng mà tại vì tôi chưa gặp được Ngọc Sơn. Còn vấn đề trên cái YouTube này tôi phải rầy vì tư cách là người của công chúng. Tôi không rầy với tư cách tôi hỗn ẩu mà là người trên cao chính bệ, một cái tệ nạn xã hội đầy cả ngập tràn trang mạng xã hội rất nguy hiểm. Tại bao thoát, bà cụ với tôi cá nhân thì không có mất lòng. Tất cả mất lòng là do cái sự nghiệp của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn cần cái bao thoát. Nhưng mà Ngọc Sơn là sai sót, là cái người online họ không có lương thiện, họ không có tôn trọng Ngọc Sơn gì. Tôi nhìn tôi biết. Ở Việt Nam bây giờ Ngọc Sơn không còn ông bà cũ thì còn có tôi ở đây. Bởi vì chỉ có tôi mới giúp được Ngọc Sơn, và chỉ có tôi mới không có làm tổn thương và lợi dụng Ngọc Sơn. Hãy Ngọc Sơn đi lấy vợ, tôi chúc phúc vì tôi là người tạo điều kiện 15 năm qua cho Ngọc Sơn được hiểu lầm tôi với bà cụ. Cũng chính tôi là người đưa Ngọc Sơn lên nhận làm Honey, rồi cũng chính tôi là người qua phòng Ngọc Sơn để mà nâng đỡ, rồi cũng chính tôi lập room cho Ngọc Sơn, rồi cũng chính tôi về Việt Nam gặp, rồi cũng chính tôi về Mỹ ngồi với Ngọc Sơn. Nhưng cái tình hình của bao thoát 12 năm về trước nó không có lợi. Tại vì cái bao thoát thì là cái gì? Cái lợi của Ngọc Sơn là cái showbiz, cái truyền thông. Mình là ngôi sao thì mình không cần phải bệnh ngôi sao, vì mình đã là ngôi sao rồi, mình bệnh cái gì nữa. Mình đã là người của công chúng rồi, mình không có cần phải những cái thứ mà rác xã hội mà dính tới mình. Mình cứ đường hoàng mình sống trên thế giới online, mình mở phòng người ta cần mình chứ mà mình không cần người ta. Mình có cần người ta trong cái sự lương thiện tôn trọng nhau, nhưng mình không có thể cần người ta để người ta coi thường mình và ăn hiếp mình và xúc phạm mình, cũng như đụng vào cái nghề nghiệp. Vì mình là một người của công chúng, mình người có máu mặt, mình không có cần sợ ai hết. Con người ta hơn nhau là cái thắng đạp qua tất cả, tôi chấp qua tất cả. Nếu Honey của tôi lấy vợ, tôi chúc phúc cho người đối phương lấy được người vợ tốt, sanh con đẹp cái. Tại tôi không có khỏe mạnh, tôi không được khỏe mạnh như những cô gái khác. Đàn ông là phải đi đôi tình dục, nó khổ như vậy. Có nói gì thì cũng tội nghiệp cho người đàn ông, người ta cái nhu cầu sinh lý. Nên mười mấy năm về trước tôi gặp bé Ngọc, hình ảnh của Ngọc Sơn, tôi cố tình mượn ra là một cái lý do để Ngọc Sơn hiểu lầm tôi.
Trong lúc Ngọc Sơn mới biết bao thốt cần cái rung, nên Ngọc Sơn nóng giận hiểu lầm, rồi kẻ đâm ra người thọt vào. Chứ tôi với bà cụ cũng không có mất lòng luôn, là hiểu lầm hết mà ra gì người ta phá Ngọc Sơn với tôi. Cái rung của Ngọc Sơn là đi sai con đường. Thì bây giờ 15 năm sau, nếu thấy rằng cái tên rung và những cái chuyện ngày xưa nó không có ảnh hưởng tới sự nghiệp thì mở lại tôi không có ý kiến. Tôi chỉ lo cho an ninh của Ngọc Sơn thôi. Tôi lúc nào cũng sau lưng Ngọc Sơn á. Tôi không có yêu đơn phương Ngọc Sơn nào, vì tôi là người yêu của Ngọc Sơn và Ngọc Sơn là người yêu của tôi 15 năm nay. Từ lúc đầu là tôi chỉ giúp Ngọc Sơn, tôi nâng đỡ, tôi đưa Ngọc Sơn lên. Rồi sau đó là vì cái rung của Ngọc Sơn không hợp với tôi về rung nhà để cho Ngọc Sơn tự nhiên với họ, với quần chúng của Ngọc Sơn. Khi cần thì tôi qua, tôi muốn nhập lại nhưng nó khó hòa đồng tại mấy người trên ở đây họ ích kỷ chứ không phải là Ngọc Sơn hay tôi. Tôi đâu có cần mở rung, tôi mở cái rung là cho mọi người giao thiệp, giao lưu với tôi, chứ không phải tôi mở cái rung cho tôi. Thành ra tôi không có gì mất. Cái thế giới online mênh mông, tất cả những trang mạng không cần là phải kêu bằng mà đóng rung. Ok, tôi rầy la là có lý do. Và những người chọc tôi, họ phá tôi suốt 15 năm, họ sợ Ngọc Sơn yêu tôi. Nhưng tôi không bỏ hơi này của tôi. Tôi là người phụ nữ sống rất quân tử. Tôi biết hơi này của tôi thiếu kinh nghiệm cuộc sống. Anh ba thiếu kinh nghiệm cuộc sống. Tôi chửi ào trên cái YouTube là cũng vì bảo vệ mẹ con Ngọc Sơn. Bà cũ không có cái gì sai, bà nhận quà nhận tiền. Nhưng mà bà sơ ý là những kẻ xấu tấn công vào con trai bà, đánh tâm lý con trai yêu mẹ, mẹ yêu con trai, vô trong cái tâm hồn thể xác của bà và con trai bà, để rồi làm những cái chuyện đụng chạm cho sự nghiệp an ninh tính mạng. Tôi là người sâu sắc, nhưng bề ngoài tôi là người hỗn, không có đạo đức, trái thuần phong mỹ tục. Con dâu chửi mẹ chồng hay hỗn với người lớn không? Tôi phải rầy như vậy vì tôi phải có cái tôn nghiêm của người phụ nữ tự trọng, thì người đàn ông mới tôn trọng tôi. Tôi lên tiếng là tôi muốn rằng anh ba và mẹ anh ba biết rằng tôi có cái giá của tôi. Chỉ vậy thôi. Còn nói tôi hổn thì tôi chỉ giúp giùm được trên online, vì tôi có gặp được ngoài đời đâu. Nhưng tôi biết rằng Ngọc Sơn là người rất hiền và con người đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng Ngọc Sơn nghe, chứ không phải bổ dọc cái đầu người ta. Nhưng có những anh chàng đại gia, có những anh chàng công tử trẻ con không có sâu sắc bằng tôi, không thể dùng chiêu nói chuyện ngọt. Bởi ngọt tôi chẳng khác đầu mấy cô gái khác đỉ miệng đi dụ gạt Ngọc Sơn với bà cụ. Yêu tôi là yêu ở con người của tôi, yêu ở tấm lòng của tôi và con người thật của tôi. Tôi không có bỏ Ngọc Sơn, nhưng tôi đến không được vì tôi bệnh. Tôi kẹt tiền bệnh tật ở đây. Người yêu của tôi sẽ không bao giờ vì tôi nghèo mà chia tay tôi. Người yêu của tôi không vì tôi lỗi lầm đụng chạm hay hiểu lầm nhau mà bỏ tôi đi lấy người khác không. Tình yêu sẽ không bao giờ đo lường bằng tiền bạc. Tình yêu sẽ không bao giờ đo lường bằng cái bề ngoài của tôi, ngực bao nhiêu cm, chiều cao tôi có cái gì, thân xác của tôi, hay là cái nhan sắc của tôi theo thời gian. Bánh xe thời gian không đợi ai. Nhưng tôi biết rằng tôi là người phụ nữ quân tử. Tôi cho người đàn ông đối phương được cơ hội chọn lựa người khác hơn tôi. Và giây phút này tôi ngồi đây tôi tự hào. Người không thích tôi thì nói, tôi nói nhiều, tôi không có nói nhiều. Mà là tôi không có thì giờ để đối diện với những nghẻ tiểu nhân. Tôi không có ích kỷ cho riêng mình được. Honey của tôi là của tôi. Nếu không phải của tôi thì không phải là gì của nhau. Và tôi vẫn muốn Ngọc Sơn có một cái room online. Rất vừa ý tôi hôm nay gặp nhau rất mực. Tôi chỉ là lo sợ ba cái giang hồ vô làm cho Ngọc Sơn bị tùm lum tự lượng. Nhưng không có cần phải bỏ bao thóp, mà mình phải lựa một thời cơ thích hợp. Và bây giờ thời cơ đó đã đến. Thời cơ là của chị ba và anh ba. Anh ba và chị ba nó đã tới rồi. Chỉ là bắt tay chị ba với ba để cùng nhau làm chương trình. Là phải biết rằng có cái chuyện bên trong cánh gà, yêu không yêu, ăn ở tình dục, nó đã qua cái tuổi đó rồi. Nó không cần thiết. Cái gì nó đến nhưng nên là một đôi anh ba chị ba đẹp trước quần chúng công chúng, không phải vì một cái gì đó. Và tôi đây tôi có hứa với bà cụ mẹ của Ngọc Sơn vào mười mấy năm về trước gặp ở Việt Nam. Tuy tôi ít nói nhiều nhưng tôi thông minh, tôi giỏi hơn người một cái đầu. Trong trái tim tôi âm thầm chịu đựng và tôi hứa với bà cụ ngày nào tôi còn sống tôi không có bỏ Ngọc Sơn ở Việt Nam.
Tôi chưa bao giờ bỏ Ngọc Sơn, chỉ là Ngọc Sơn không chịu gặp tôi, không biết làm sao giúp hết. Tôi có lòng không có sức, bây giờ đừng có nói chuyện tình yêu, hiểu không? Bây giờ có yêu hay không yêu nó cũng không quan trọng nó gì. Tôi 15 năm đã là chị ba rồi, cái chị ba này tôi tạo cho Ngọc Sơn cho cái sự nghiệp không thể mất, cũng như cái bao thóp coi vậy, chứ không có tôi là nó buồn lắm, là một cái linh hồn rồi. Những người sau này không biết tôi là, nhưng người cũ họ đều biết tôi. Cái ngày hôm nay là tôi tạo cho Ngọc Sơn, 12 năm về trước tôi quỳ trước cái cửa nhà Ngọc Sơn, không biết bà cụ có biết, tôi dùng tâm linh tôi đẩy tên tuổi Ngọc Sơn, tôi quỳ trước cửa, tôi la giải lại, tôi phải làm dữ, không là Ngọc Sơn mất tôi mất Ngọc Sơn một cách rất là vô lý. Tôi với bà cụ đâu có mất lòng, nhưng mà vì một cái bao thóp tào lao, ba cái giang hồ tào lao đâu có được. Tôi lì lắm quý vị, ai nói gì tôi mỉm cười, nhưng tôi vẫn ngồi đây với phong cách của mình. Tôi có thể thay đổi nhan sắc theo thời gian, tóc tôi bạc rồi, phai tàn theo năm tháng, nhưng tôi thấy tôi vẫn đẹp, tại vì tôi ăn không được, mấy ngày nay tôi mệt, có tuổi rồi quý vị, lớn tuổi rồi. Tôi không bao giờ thích ai mà đụng tới con của bà Kim Loan, tại vì người ta hiền mà, người ta hiền, người ta chất phác, người ta chỉ sai sót vì cái cuộc sống ở Việt Nam người ta lạc hậu, người lạc hậu chứ không phải người ta lỗi hoàn toàn. Cái cuộc sống mà chén cơm manh áo không phải người ta sai hết, nhưng mà không cần Ngọc Sơn là cần một người giúp đỡ, động viên, chia sẻ, tâm sự, trò chuyện. Ngọc Sơn cần một người la rầy, ủng hộ người ta, chỉ người ta cái sai cái đúng, chứ không phải hùa theo người ta cho người ta chết. Tôi muốn đứt cái cổ họng tàn hơi, nhưng tôi bảo đảm tôi không có hỗn với bà cụ. Tôi có rầy bà cụ là lời thật của một người con gái tự trọng, của một gia đình có giáo dục, có cái nền tảng gia đình ra. Vì dù muốn dù không, cho dù như thế nào tôi vẫn là một chị ba trước công chúng. Các cô gái khác có tệ hơn tôi, nhà cửa tôi là người vô gia cư. Anh ba lên YouTube coi biết tôi và nghe hết, đầy lỗ tai biết hết. Nhưng mà tôi đây là cái thử thách của hai đứa chúng tôi sau 10 năm gặp lại. Vì tôi vẫn như bàn tạch, cái sự nghiệp Ngọc Sơn nó khổ là cần phải như vậy. Cái rung là không được giang hồ chỉ vậy. Anh ba muốn mở vòng, muốn giữ cái tên xưa tôi không có cản. Nhưng tôi chỉ lo sợ là cái tên rung rồi ngày xưa con đường đi sai, và cái giang hồ ghen gú vô lầm tùm lum, rồi Ngọc Sơn bị kêu lên đồn làm việc này kia, phiền cho mẹ con Ngọc Sơn. Có cái gì Việt Nam tôi cứu hoàng có nổi, tôi đâu có điều kiện đâu tới Việt Nam, tôi kẹt cứng tiền bệnh tật bên này. Tôi có muốn về lo cho Ngọc Sơn tôi cũng không về được, bởi vì trừ khi tôi phải gỡ ra cái tiền bệnh tật này tôi tự do tôi mới bay đi bay lại được, thì tôi chưa có tháo gỡ được, hiểu không? Tôi là người đâu ra đó cái gì. Hôm nay tôi vui ở trong tim lắm, tôi vui không phải gì hết, tôi vui mừng là vì Ngọc Sơn đã hiểu ra được tôi sau 15 năm biết nhau. Còn mấy cái lời mắng chửi nó là tôi chửi mỗi ngày, tôi chửi ra rã từng kẻ, nhưng mà cái miệng tôi không có động, mà chỉ vì tôi bảo vệ người này, tôi bảo vệ người kia. Tôi vì nể mặt Ngọc Sơn 15 năm nay nên tôi ít chửi, chứ cái miệng của tôi là làm tới cùng. Có nói gì thì bà cụ mẹ của Ngọc Sơn cũng như mẹ của tôi. Mẹ của tôi sao tôi không thương? Nếu tôi không thương bà cụ sao mà tôi lo cho Ngọc Sơn tôi chằn chằn? Tôi mất lòng hết từ trong ra ngoài nước, mất lòng cả thằng Quý Ngọc luôn. Có ai cấm mở rung đâu, mình chỉ coi là con đường mở rung giang hồ mình ăn chơi là nó không thông vào cái sự nghiệp được. Xã hội không chấp nhận, cái nghề nghiệp không chịu, chứ không phải là tôi đâu. Mà rầy tôi cái gì, giận tôi cái gì, cả con lẫn mẹ. Bây giờ không yêu tôi cũng làm chị ba giùm, không cưới tôi cũng làm chị ba giùm, có sao đâu. Bây giờ thấy ông 15 năm tôi cũng ở vậy, bây giờ cho mãi về sau tôi cũng chỉ là một chị ba, ai nói gì tôi cũng chấp nhận. Tôi nghèo, tôi có đi xin tiền vòng vòng bao thóp, nhưng mà tôi nuôi các em sóc của tôi bị đuổi nhà cũng vì các bé sóc, tôi bị đuổi nhà, và ở đây tôi có mấy em sóc đói tội nghiệp. Và đây tôi thêm vào cái đám con chim của tôi đó trời. Chim tới xin ăn tội nghiệp đói. Tôi thử thảy nắm gạo ra các em chịu ăn là tôi mừng. Nhà tôi nghèo lắm nhưng ai cho được tôi cảm ơn. Đó tôi bẻ mì gói, chỉ ăn có đậu phộng thiếu dinh dưỡng rầm rộng. Mà những cái hộ kia mắc quá tôi không có cho nổi tiền bệnh tật mà mua nhiều như lúc trước bên nhà kia. Nhưng mà tôi cũng phải cho các em ăn. Tôi có thể đói nhưng các em không được đói. Ngày nào tôi còn sống cho nhận tiền, tôi không muốn thấy Ngọc Sơn bị người ta coi thường. Tôi rầy la là rầy la như vậy, chứ Ngọc Sơn biết
Tại vì thần giao cách cảm chúng tôi là những người có cái duyên đến với nhau. Tôi không có chia tay nào Ngọc Sơn, tôi vẫn là chị ba đây, tôi mỉm cười. Anh ba có đi với cô nào bay nhảy ăn chơi cặp bồ cái gì gì đi nữa thì cũng có tôi bên cạnh. Tại vì mấy cô gái đó người ta không có sâu sắc bằng tôi, họ không có giỏi bằng tôi, không có tỉ mỉ, không có quan tâm về nhà ai, người ta phải sẽ về nhà đó. Học trò con nuôi, em nuôi, đồng nghiệp Quý Ngọc bất kể tôi rầy, nhưng trong cái rầy của tôi nó có giá trị. Tuy nghe tôi chửi nó không được văn hóa, nhưng mà tôi rất văn hóa. Những người mà người ta đóng vai mà văn hóa vô trong bao thoát, mấy người sẽ nghe cái văn hóa của bao thoát với người Việt. Tôi chỉ mong là honey của tôi kỹ lại, Ngọc Sơn kỹ lại. 15 năm honey của tôi là một người nổi tiếng tôi đưa lên. Anh ba, chị ba không bao giờ chia rẽ nhau được. Chỉ nó cái thế nó như vậy rồi, cái thế của người ta nó là như vậy rồi. Hiểu không? Không thể nào khác được. Honey của tôi muốn mở room là tôi chiều, tôi giúp. Qua room làm không được, tôi làm mà cứ là đầu giang hồ biết làm sao. Điên khùng cái đầu giang hồ, mà tôi nói giang hồ là không phải mình, thà là ở ngoài xã hội mình là một người bình thường. Rồi hay qua Mỹ này đi. Bây giờ tôi làm giấy tờ cho qua Mỹ thì nói thôi không đi, thì ở Việt Nam cũng không cần phải đi, mà muốn đi nói một câu anh muốn qua đó em lo cho, là tôi búng câu cái tôi về tôi lo. Nhưng liệu có đuôi nổi, tôi có giúp được tôi lại cái chuyện tiền bệnh tật tôi kẹt không? Tại vì bệnh tật tôi nhờ chị ruột và anh rể, tức là chồng của chị ruột của Ngọc Sơn. Tôi kêu búng một cái tay bỏ tờ giấy cô sai người nhà mà. Không thể cả đời Ngọc Sơn giúp từ trên xuống dưới mà không giúp lại cho Ngọc Sơn được sao? Và tôi được bỏ tờ giấy còn một mình anh chị, rồi có thể mà mượn mấy người trong nhà bên Mỹ là người quen. Tôi nhờ được rồi, tôi đã có hết trong tay ngày xưa ốp của tôi. Ốp của tôi là để bỏ tờ giấy cùng với tôi, vì tôi người bệnh tật phải thêm người cô sai là đưa Ngọc Sơn qua. Mà có gặp được đâu, về Việt Nam có nói chuyện gì được đâu, có gặp gì được đâu. Điện thoại cũng không, gặp cái gì cũng không. Mất đi lỡ đi cả bao năm qua, 10 năm như một câu chuyện, một câu chuyện tình mà chỉ có một không hai trong thế giới loài người chúng ta là tôi. Tôi ngồi đây đầu hai tiếng tóc tôi nhuộm tóc, tóc giả chứ tóc thiệt bạc trắng hết rồi quý vị. Tôi chưa có thì giờ, tại đồ đạc tôi quăng tùm lum ở trong cái gì, cái phòng của tôi nè, nó tá lả hết trơn, tôi làm không nổi, làm không kịp. Mà chào tất cả quý vị, tôi là muốn những cái chương trình rồi tụ tập những ngôi sao trong ngoài nước, chúng ta sẽ giao lưu giao thiệp, rồi mỗi ngày chúng ta sẽ có những cái chương trình, rồi quần chúng bên ngoài vào rồi thì nói kết là tôi sẽ cho các phòng ăn theo thì nó sẽ đông sống trở lại. Đó là con đường tôi đi, nhưng đặc biệt là không ảnh hưởng tới sự nghiệp của Ngọc Sơn. Và tôi muốn Ngọc Sơn vẫn có cái room và chỗ đứng trên online, và không một ai được quyền xúc phạm, chỉ có cái Ngọc Sơn ngồi trong room Ngọc Sơn, phòng của tôi thôi. Mà cứ bi em mà đưa nick cho người ta là thua. Tôi nói tôi đâu biết để coi như thế nào, chứ tôi giúp mà không nghe lời tôi thì tôi không giúp được đâu. Bởi không ai qua được trái tấu thơm này, hiểu không? Ngọc Sơn thì được cái hiền, dễ thương, thật thà, nhưng mà không biết thông minh nhìn xa bằng tôi. Tôi nhìn xa 15 năm, một người phụ nữ mà thông minh đi giúp đời giúp người, mà kéo dài 15 năm tuổi xuân thì quý vị nghĩ tôi có phải là con điên không? Người bệnh tật nhưng người ta có cái hay của người ta, đừng có khi dễ. 90 chưa gọi là lành đâu quý vị ơi, đừng vội coi thường người khác.
lầm thôi. Chị Thảo tha thứ cho cô Hương hay không? Chị Thảo ơi, chị Thảo muốn làm là live show đúng không? Ok, để em tìm em kêu gọi là mạnh thường quân tài trợ cái live show của chị Thảo coi. Còn chúng ta sẽ mở một cái live show hoành tráng kỷ niệm mà bao nhiêu năm chị Thảo trở lại Pharos đó. Được không? Khoan à? Ok, nhưng mà phải cho biết là cái chương trình như thế nào, mình mời khách 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 mời như thế nào đó, để biết để đi quảng bá Pharos rồi qua Facebook rồi qua bên YouTube này kia đó, để một live show hoành tráng đó cho chị Thảo. Mít em cho lên quà được mày bánh tráng. Em eo ra đi, hay là em reset cái phone em lại đi em mới lên được. Ok, mít đi này. Tôi muốn làm mà tôi thông báo là sẽ có những chương trình để làm cho bao tốt sống lại, tất cả các room sẽ được đông lại như ngày xưa đó, hiểu anh điên chứ, chơi một mình chơi tầm đéo đi, chơi gì đâu phải tư cách của tôi, hiểu không? Tôi muốn ở một cái room bên ca sĩ Ngọc Sơn là tôi quýnh cho nguyên bao tốt ăn theo, hiểu không? Mà bình ra có đề tài, hiểu không, kéo khách rồi mấy em này kia bên ngoài mới vô, chân dài chân ngắn thì kia đủ thứ, hiểu không? Tha hồ lúc đó rình rang trở lại, kỳ này chơi lớn lắm nha. Cũng hy vọng là cho cái mộng, cái con đường tôi đã soạn 15 năm rồi. Tôi nãy giờ tôi nói chuyện với Ngọc Sơn bên kia kìa, rồi Ngọc Sơn kêu tha cho con Hương say tình, con quỷ Hương say tình này, mày lên mày cúi đầu mày xin lỗi chị Táo, tôi kiến đầu mày chết mẹ mày. Nó nói chuyện thì cái tiếng nói dễ thương, nó điên nhỏ Hương say tình này, tiếng này nghe dễ thương nó, nhưng mà mặt mày chưa thấy chưa biết. Tao bảo đã mày, mày ngồi mày ăn hiếp hoa hậu á mày. Ủa má mày thấy người ta ăn chơi ký đầu mày chết mẹ nha con Hương, má này cái con quỷ cái sầm sàm nhảm nhảm nha mày, ăn hiếp hả mày? Tao thấy hình như mày ăn hiếp làm bb hả mày, quỷ cái kia mày, có gì đâu không à mày chạm mít mà.